Cô chào mừng các em đến với tiết học ngữ văn chính ngày hôm nay. Các em thân mến, có lẽ mong ước lớn nhất của mọi người dân trên thế giới là có được một cuộc sống hòa bình, yên ổn, không có chiến tranh, mất mát hay đau thương. Tuy nhiên, hiểm họa chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và đe dọa cuộc sống của hàng tỷ người trên thế giới. Vì vậy, đấu tranh để loại bỏ nguy cơ ấy cho một thế giới hòa bình là một nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại, và đó cũng chính là nội dung chính của bài học ngày hôm nay với văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của tác giả Garcia Marquez. Đầu tiên, cô trò chúng ta đến với phần 1 La Mã, phần đọc hiểu chú thích. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu vài nét về tác giả và tác phẩm. Tác giả của văn bản là nhà văn Garcia Marquez, sinh năm 1928, mất năm 2014, là một nhà văn người Colombia nổi tiếng. Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết và tập truyện ngắn theo khuynh hướng huyền thực, huyền ảo. Tác phẩm xuất sắc nhất của ông là tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, được viết năm 1967. Và ông đã được trao giải Nobel về văn học năm 1982. Đó là đôi nét về nhà văn Garcia Marquez. Về tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của văn bản. Tháng 8 năm 1986, nguyên thủ 6 nước Ấn Độ, Mexico, Thụy Điển, Argentina, Hy Lạp, Tanzania họp lần thứ hai ở Mexico đã ra một bản tuyên bố kêu gọi chấm dứt chạy đua vũ trang, thủ tiêu vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh và hòa bình thế giới. Nhà văn Marquez đã được mời tham dự cuộc gặp gỡ này, và trong hoàn cảnh đó, ông tham dự với một bài tham luận có nhan đề Thanh gươm Damocles và văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, trích từ bài tham luận trên của ông. Tên văn bản là do người biên soạn sách giáo khoa đặt. Phần tiếp theo, xuất xứ của tác phẩm. Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, trích từ bài tham luận Thanh gươm Damocles của tác giả Marquez tại cuộc họp. Về nhan đề Thanh gươm Damocles, các em cần phải hiểu, ông đã lấy một cái điển tích từ thần thoại Hy Lạp. Điển tích này có nội dung như sau: Damocles treo thanh gươm ngay phía trên đầu bằng sợi lông đuôi ngựa. Điển tích này chỉ mối nguy cơ đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của con người. Và ông cũng dùng chính cái điển tích này để đặt tên cho bài tham luận của mình. Về kiểu văn bản và phương thức biểu đạt, đây là kiểu văn bản nhịp dụng. Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. Chủ đề của văn bản là chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Phần tiếp theo, cô trò của chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bố cục của văn bản. Các bạn học sinh thân mến, các bạn mở sách giáo khoa trang 17, 18, 19, phần văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Về bố cục, chúng ta có thể tạm chia như sau. Đoạn 1, từ đầu cho đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nội dung chính của đoạn này là nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đè nặng lên toàn trái đất. Đoạn 2 là phần tiếp theo cho đến điểm xuất phát của nó. Nội dung chính của phần này chứng minh cho sự nguy hiểm và tính phi lý của chiến tranh hạt nhân. Đoạn 3 là toàn bộ phần còn lại. Nội dung chính là nhiệm vụ của chúng ta và lời đề nghị của nhà văn. Sau khi cô trò chúng ta đã tìm hiểu sơ nét về tác giả và tác phẩm, giờ đây chúng ta sẽ cùng sang phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản để tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
Phần đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất, nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa cuộc sống trên trái đất. Như cô đã giới thiệu với các bạn ở phần trên, phương thức biểu đạt chính của văn bản này chính là phương thức nghị luận. Vì vậy, cô trò chúng ta sẽ chú ý đến cách mà nhà văn lập luận. Mở đầu văn bản, nhà văn đã nêu câu hỏi, chúng ta đang ở đâu? Với cách nêu câu hỏi này, ông đã gây được sự chú ý và kéo tất cả mọi người cùng nhập cuộc. Để thuyết phục mọi người, ông đã nêu ra những con số, những số liệu rất cụ thể, như là hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 1986, hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã được bố trí trên khắp hành tinh. Nói nôm na ra, điều đó có nghĩa là mỗi người không trừ trẻ con đang ngồi trên một thùng 4 tấn thuốc nổ. Tất cả chỗ đó nổ tung lên, sẽ làm biến hết thảy, không phải một lần, mà là 12 lần mọi dấu vết của sự sống trên trái đất. Không những thế, nhà văn còn sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh. Nguy cơ đó đang đè nặng lên chúng ta như thanh gươm Damocles. Về lý thuyết, nó có thể tiêu diệt tất cả hành tinh đang xoay quanh hệ mặt trời và phá hủy thế thăng bằng của hệ mặt trời. Như vậy, với những dẫn chứng rất là xác thực, cách vào đề trực tiếp gây ấn tượng mạnh mẽ về tính chất hệ trọng của vấn đề, nhà văn đã thu hút được sự chú ý của người đọc và người nghe, để cho mọi người nhìn thấy được nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe dọa ghê gớm như thế nào đến cuộc sống trên trái đất. Các bạn học sinh thân mến, một minh chứng cụ thể cho nỗi ám ảnh kinh hoàng về bom nguyên tử. Chúng ta phải nhớ lại vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom hạt nhân có sức công phá 15 kiloton, tương đương 15 tấn thuốc nổ TNT, thả từ anh tạc cơ B-29 xuống thành phố Hiroshima, đã cướp đi ngay lập tức sinh mạng của 140.000 người trong tổng số 360.000 dân sống ở đây. Đến ngày 9 tháng 8 năm 1945, một chiếc B-29 khác hướng tới thành phố Kokura mang theo quả bom có sức công phá tới 21 kiloton. Thời tiết xấu buộc tổ lái từ bỏ mục tiêu ban đầu, chuyển sang ném bom thành phố Nagasaki và khiến cho 70.000 người chết sau vụ nổ ấy. Có thể nói, đây là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người Nhật Bản về bom nguyên tử. Các bạn học sinh thân mến, sau phần thứ nhất, ông đã thuyết phục mọi người về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, thì đến với phần thứ hai này, chúng ta sẽ thấy tác giả Garcia Marquez lại sử dụng phương pháp lập luận chứng minh để chứng minh cho sự hiểm nguy và tính chất phi lý của chiến tranh hạt nhân. Trước tiên, ông đã nêu lên sự tốn kém và sự vô lý của chiến tranh hạt nhân. Chi phí cho chương trình vũ khí hạt nhân là tốn kém khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ đô la. Một trong những nét độc đáo trong lập luận của nhà văn Garcia Marquez là ngoài việc ông đưa ra những số liệu cụ thể, ông còn sử dụng biện pháp so sánh. Và với phần thứ hai này, chúng ta sẽ thấy ông so sánh chi phí chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân với lĩnh vực xã hội, với lĩnh vực y tế, với lĩnh vực tiếp tế thực phẩm và cả với lĩnh vực giáo dục. Các bạn học sinh thân mến, sau đây cô trò chúng ta sẽ cùng nhìn vào bảng so sánh để cho thấy được cái sự phi lý và sự tốn kém của việc chạy đua vũ trang. Giá của 10 chiếc tàu sân bay B-1B cộng với 7.000 tên lửa vượt Đại Châu. Với số tiền đó, ta sẽ giải quyết được cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ trên thế giới.
Một so sánh thứ hai, đó là giá của 10 chiếc tàu sân bay cũng đủ để thực hiện được chương trình phòng chống bệnh sốt rét cho hơn 1 tỷ người trong 14 năm và cứu hơn 14 triệu trẻ em châu Phi. So sánh thứ ba, đó là giá của 149 tên lửa MX, đủ chi phí để lo cho 575 triệu người thiếu dinh dưỡng. Giá của 27 tên lửa MX đủ để trả tiền nông cụ cho các nước nghèo và chi phí bỏ ra cho 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân cũng đủ để xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới. Sau đây, cô mời các bạn học sinh xem những bức ảnh minh họa. Bức ảnh thứ nhất chúng ta sẽ thấy đó là những chiếc xe tăng thiết giáp vô cùng hiện đại. Bên cạnh là những nòng súng sẵn sàng hay những chiếc tên lửa hiện đại vượt đại châu. Tất cả những thứ ấy người ta gọi là cuộc chạy đua vũ trang. Được ví như một gã khổng lồ to lớn mà hình ảnh bên cạnh các em sẽ thấy thực tế trên thế giới còn rất là nhiều người, còn rất là nhiều trẻ em có cuộc sống nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc và không được đi học. Cô trò chúng ta cũng đã thấy được tác giả lập luận rất thuyết phục, đặc biệt là biện pháp so sánh và những số liệu cụ thể được ông nêu ra ở phần 2 này. Tác giả đã so sánh chi phí cho nhu cầu vũ khí hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang. Và ông cũng đi vào những lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống. Những điều này khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ, thấm thía về tính phi lý của cuộc chạy đua vũ trang. Sự vô lý của cuộc chạy đua vũ trang và vũ khí hạt nhân thể hiện ở những điều sau. Điều thứ nhất, số tiền chi cho sự hủy diệt thế giới lại lớn gấp trăm nghìn lần số tiền chi cho mục đích phát triển sự sống. Sự vô lý thứ hai thể hiện ở khía cạnh dùng tiền để giết người thì có, tiền để cứu người thì không. Sự vô lý được thể hiện ở khía cạnh thứ ba, đó là cuộc chạy đua vũ trang là con người đang tự đào huyệt để cho mình. Có thể nói, chạy đua vũ trang và vũ khí hạt nhân là quá tốn kém và phi lý. Nó làm mất đi khả năng được sống tốt đẹp hơn của con người. Trong bài tham luận của mình, nhà văn cũng đã khẳng định chạy đua vũ trang và vũ khí hạt nhân là đi ngược lại lý trí của con người và tự nhiên. Bởi quá trình tiến hóa của sự sống phải trải qua cả hàng trăm triệu năm rất lâu dài. Nếu như chiến tranh hạt nhân nổ ra, sẽ đẩy lùi sự tiến hóa trở về với điểm xuất phát của nó và nó sẽ hủy diệt nhanh chóng tất cả những thành quả, sự cố gắng của con người. Có thể nói, minh chứng xác thực, số liệu so sánh cụ thể, nghệ thuật tương phản, giọng văn mỉa mai. Cách viết của ông đã tạo cho người nghe một ấn tượng về sự phản tiến hóa, về sự phản tự nhiên của chiến tranh hạt nhân. Và các em nhìn trên sơ đồ, các em sẽ thấy con người với điểm xuất phát ban đầu phải tốn rất là nhiều triệu triệu năm, con người mới trải qua được quá trình tiến hóa và mới có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Nếu như chiến tranh hạt nhân nổ ra, thì tất cả sẽ biến mất và cuộc sống của con người, của trái đất sẽ quay trở lại điểm xuất phát ban đầu của nó. Từ đó, ta có thể thấy rằng, rõ ràng, chiến tranh hạt nhân đi ngược lại lý trí của con người và lý trí của tự nhiên. Theo lời kể của bà
Nakabushi, nhân chứng may mắn sống sót sau thảm họa Hiroshima. Đó là một buổi sáng mùa hè ấm áp. Cô bé Nakabushi 5 tuổi là người đầu tiên có mặt tại trường mẫu giáo. Cô chơi đùa một mình lặng lẽ trong lúc chờ đợi các bạn mình tới lớp. Nhưng họ đã không bao giờ đến. Đúng 8 giờ 15, tất cả những gì cô bé cảm nhận được chỉ là ánh sáng chói lóa cùng một tiếng nổ cực lớn. Trong giây phút đó, quả bom nguyên tử đầu tiên mà thế giới biết tới đã được ném xuống thành phố Hiroshima. Các bạn học sinh thân mến, sau khi tìm hiểu phần 2, chúng ta đã hoàn toàn thuyết phục bởi cách lập luận rất sắc bén của nhà văn Garcia Marquez. Ông đã thuyết phục chúng ta về sự tốn kém và sự phi lý của cuộc chạy đua vũ trang. Thì đến với phần thứ 3, ông xác định nhiệm vụ của nhân loại đấu tranh vì một thế giới hòa bình. Cũng với giọng văn thống thiết, cũng với cách lập luận đanh thép, ông đã lên tiếng ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Đồng thời, ông đề nghị lập nhà băng lưu trữ trí nhớ để nhân loại cần gìn giữ ký ức của mình, đồng thời lên án những thế lực hiếu chiến đã đẩy nhân loại vào thảm họa hạt nhân. Vậy là cô trò chúng ta đã tìm hiểu đủ 3 phần của văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Giờ đây chúng ta sẽ sang phần 3 La Mã, phần tổng kết văn bản, để chúng ta tổng kết lại về nghệ thuật và nội dung của văn bản. Về mặt nghệ thuật, văn bản đã thể hiện được sự lập luận chặt chẽ, chứng cứ phong phú xác thực cụ thể, sử dụng nghệ thuật so sánh sắc sảo giàu sức thuyết phục. Về nội dung, văn bản đã thể hiện rõ nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn thể loài người và sự sống trên trái đất, đấu tranh cho hòa bình và ngăn chặn, xóa bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách của toàn thể loài người. Phần 4 La Mã dặn dò. Các bạn học sinh thân mến, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình. Sau khi học xong văn bản này, các bạn về nhà nhớ học cho cô phần ghi nhớ. Các em sẽ soạn tiếp văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Và các bạn sẽ làm cho cô phần luyện tập, viết một văn bản ngắn khoảng một trang giấy, nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc xong văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của tác giả Marquez. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý học tập. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.